Chàng trai trong rừng vác con cá sấu lên vai, đi khắp xung quanh tìm một chỗ có thể nghỉ chân. Lần này, anh chàng đến một nơi ít người biết đến ở Congo. Cư dân ở đây thuộc bộ lạc Pygmies, sinh sống nhờ vào săn bắt và hái lượm. Nhưng không may mắn là anh ấy lạc đường rồi. Anh ấy buộc phải nhanh chóng tìm một nơi nghỉ chân trong rừng sâu nguy hiểm trùng trùng. Ngay vừa nãy đây, con cá sấu này còn chặn đường anh. Cũng may khi đó có người đi ngang qua nhìn ra được sự sợ hãi của anh. Sau đó, hai người im lặng đi lên phía trước. Một người bóp miệng con cá sấu, người còn lại buộc dây thừng vào miệng nó. Sau đó, không chút do dự mà đập nó một gậy. Cuối cùng, con cá sấu bị buộc thật chặt lại, treo vào sau đuôi xe máy của anh chàng. Rất nhanh, anh chàng mang theo con cá sấu đã tìm ra bộ lạc Pygmies sinh sống ở đây. Để bày tỏ sự thân thiện, anh đã giao con cá sấu cho đối phương, hy vọng có thể đổi lấy một nơi ở an toàn và được tham gia săn bắt cùng bọn họ. Rất nhanh, hai bên đã nhất trí được với nhau. Vì thế, tù trưởng bộ lạc đặt con cá sấu xuống đất, sau đó dùng dao cắt một nhát. Sau khi xử lý sạch sẽ nội tạng, dùng muối ăn xoa đều lên bên trong cơ thể con cá sấu, ướp một đêm. Không chỉ có vậy, bọn họ còn phát hiện ra một con tê tê. Ai nấy đều reo hò nhảy múa. Tê tê rất quý hiếm, nhưng lại là nguồn đạm mà người Pygmies thường ăn. Nguồn đạm bọn họ yêu thích nhất là rắn sống trong rừng sâu. Trùng hợp, ngày mai sẽ tiến hành hoạt động bắt rắn. Trời vừa sáng, dân trong làng đã chặt con cá sấu và con tê tê được ướp tối qua ra thành từng miếng. Anh chàng thám hiểm cầm lên xem. Ngay khi anh tưởng cá sấu sẽ được nướng lên, thì kết quả họ lại cho nó vào nồi hầm với lửa lớn. Sau đó, họ lột phần da cá sấu đi, tiến hành gia công lần hai. Cùng lúc đó, một vài người đang làm những công cụ cạm bẫy để đi săn. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, bọn họ bỏ miếng thịt cá sấu đã được xử lý xong vào chảo dầu chiên một lần nữa. Anh chàng cắn thử một miếng, cảm giác như kết hợp giữa cá với thịt gà vậy. Sau khi ăn mấy miếng, một nhóm người đi thuyền vào trong rừng bắt đầu đi câu rắn. Đây là một hoạt động canh hang đợi rắn. Người đàn ông này thò cả cánh tay vào trong hang, nhưng rất nhanh anh đã rút tay ra, nói rất chắc chắn với người bạn đồng hành ở bên cạnh, trong này có rắn. Cả nhóm người được tin liền bắt đầu làm bẫy, định dụ rắn ra khỏi hang. Đối với bộ lạc Pygmies sinh sống ở Congo mà nói, bắt loài động vật này đã thành một kỹ năng thuần thục dễ dàng rồi. Bọn họ xử lý sạch sẽ khu vực xung quanh trước để tránh cản trở tầm nhìn. Sau đó, họ đục một cái lỗ nhỏ trên một tấm gỗ tươi, rồi đặt tấm gỗ trước cửa hang, còn phủ lá cây khô xung quanh. Tiếp theo, họ đốt một mảnh vải nhỏ, đặt nó vào trong cái lỗ. Những người đàn ông này vây xung quanh cửa hang, nhìn khói bắt đầu bay lên vòng quanh tứ phía. Lúc này, việc họ phải làm chính là chờ đợi, nhưng cũng không loại bỏ trường hợp vẫn còn những cửa hang khác. Vì thế có người dùng cành cây gõ đập xung quanh để tìm kiếm. Lúc này, có người đã phát hiện một cửa hang mới ở cách đó không xa. Bọn họ dùng công cụ đâm mạnh xuống nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Hai bên giằng co không có kết quả, vì thế có người nghĩ ra một cách. Bọn họ đặt một cái bẫy ở cửa hang, sau đó giả vờ rời đi. Cùng lúc đó, một nhóm người khác cũng đặt bẫy ở chỗ khác. Bọn họ dùng cành cây và lá cây bẻ cong thành những góc khác nhau, sau đó chế tạo vũ khí thiên nhiên. Có ai biết thứ này là gì không? Có thể để lại đáp án dưới phần bình luận nhé. Sau khi làm xong công cụ, bọn họ dùng tay không vốc bùn ra, sau đó bỏ thứ kia vào. Đồng thời, họ còn lấy một món bảo bối ra. Đây cũng là một món trong bữa tối đấy. Anh chàng thám hiểm cầm lên xem, cảm giác như sắp bỏ vào miệng vậy, khiến những người Pygmies vội và ngăn cản. Bởi vì thứ này bao hàm bữa tối của ngày hôm nay. Thời gian nghỉ ngơi, bọn họ thu thập những con vật săn được lại. Có nấm muối, cũng có thịt rắn trông như cái lốp xe. Bọn họ bọc hết những thứ này vào trong lá cây, đặt lên đống lửa nướng chín. Vì anh chàng thám hiểm không giúp được gì, lúc ăn cơm chỉ được chia cho một miếng thịt phần đầu. Điều này khiến anh ấy sợ hãi vô cùng. Có điều ăn vào thì mùi vị cũng không tệ. Nhưng không lâu sau, những người đàn ông này đã hùng hục chạy vào sâu trong rừng. Thì ra vừa nãy có một con rắn độc dài 2 mét tấn công bọn họ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lẽ nào đây là bé cưng hôm qua bị khói hun trong hang sao? Ngay vừa rồi, những người Pygmies ở trong rừng bị một con rắn dài 2 mét tấn công toàn diện. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nhưng anh chàng thám hiểm còn chưa kịp phản ứng thì đã có người lôi đầu sỏ gây họa ra rồi. Đây là một con rắn mamba. Không chỉ vậy, bọn họ còn mang về rất nhiều đồng loại của nó. Chỉ thấy người đàn ông thuần thục dùng lá cây bọc nó lại. Tối nay lại được một bữa thịnh soạn rồi. Nhưng bất ngờ luôn luôn không chỉ dừng ở đó. Những phụ nữ đã phát hiện rất nhiều kiến ở trong rừng. Bọn họ vừa phấn khích vừa hồi hộp, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phủ lá cây lên, muốn bắt đám kiến này. Đàn kiến này không chỉ là món ăn thơm ngon, cũng là mồi câu tốt nhất. Những người phụ nữ sâu những con kiến đen này thành chùm, sau đó làm thành mồi câu cá. Đúng vào lúc này, hình như một người đã thấy bảo bối gì đó. Anh ta đột nhiên leo lên cây. Không lâu sau, anh đã đem xuống hai con nhộng. Điều này có nghĩa là quanh đây có sâu bướm. Sâu bướm là một loại thức ăn rất được yêu thích ở vùng này. Ngoài ra, anh ta còn tiện tay lấy luôn sáp ong trên cây. Anh chàng thám hiểm nếm thử một miếng, cảm giác như đang ăn một chùm nho vậy. Chất lỏng bên trong bùng nổ liên tiếp trong miệng. Không lâu sau, tất cả những người Pygmies đi săn đều vui vẻ phấn chấn trở về nhà. Hôm nay thu hoạch phong phú, bọn họ sắp mở một bữa tiệc thịnh soạn rồi. Dân làng cắt con rắn bắt được thành từng khúc, sau đó dùng sống dao đập nát xương bên trong, xiên vào quay dùng lửa nướng chín. Những con nhộng này thì sẽ bỏ vào lửa nướng trực tiếp luôn. Đây chỉ là xử lý bước đầu thôi. Vì có độc tố, bọn họ buộc phải nấu hai lần.
Xử lý bước đầu xong, dùng lá cây bọc thịt lại, đặt lên than hồng chế biến lại một lần nữa. Anh chàng thám hiểm cầm một miếng thịt trong đó lên, hồi lâu vẫn không dám bỏ vào miệng. Nhưng đây lại là món ăn hàng ngày của người Pygmies. Vì nguyên do chiều cao, bọn họ thường rơi vào thế yếu hơn khi săn bắt. Cho nên bây giờ có rất nhiều người Pygmies đều đang tích cực tiếp thu tri thức bên ngoài, mở mang hiểu biết, bước vào xã hội hiện đại.